Nay thì phiên bản màu vàng của chiếc Asus Zenfone 6 đã có mặt tại Zenfone S. Và mình xin gửi các bạn bài mở hộp chiếc Zenfone 6 phiên bản màu vàng. Đóng hộp thì vẫn không có khác gì so với những phiên bản các màu khác. Cùng với chiếc điện thoại Asus Zenfone 6 phiên bản màu vàng ở đây thì chúng ta sẽ có kèm theo một số phụ kiện như là sạc, cáp USB và một số sách hướng dẫn sử dụng nhanh như nhà sản xuất Asus. Phiên bản màu vàng này thì nó chỉ khác biệt so với những phiên bản khác là mặt lưng của nó được làm bằng màu vàng nhạt, hơi giống màu champagne của iPhone 5S. Còn lại thì nó không có điểm gì khác biệt so với chiếc Asus Zenfone 6 các phiên bản màu khác. Asus Zenfone 6 thì vẫn sở hữu những thiết kế của dòng Zenfone 4 hay 5 và chỉ có điểm khác biệt duy nhất chúng ta có thể so sánh giữa Asus Zenfone 6 với các phiên bản khác đó là phím nguồn của Zenfone 6 thì được đặt ở vị trí thấp hơn. Và điều này thì tạo cái điểm thuận lợi cho các bạn khi mà sử dụng máy bằng một tay có thể mở máy dễ dàng hơn. Về mặt sau của máy thì chúng ta vẫn có camera, đèn flash, logo Asus cùng với logo Intel ở dưới. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một dải loa rất là dài. Tuy nhiên thì loa thực chất của máy chỉ có một phần bên phía trái mà thôi. Ở cạnh phải chúng ta vẫn có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Cạnh trên có cổng tai nghe 3.5mm, cùng với đó là micro thứ hai phục vụ cho việc quay phim cũng như là chống ồn trong quá trình đàm thoại. Cạnh trái thì hoàn toàn không có gì và phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB cùng với mic đàm thoại. Thứ chất thì màu sắc của các thế hệ Zenfone nó chỉ thay đổi ở cái nắp lưng mà thôi, còn về mặt trước thì vẫn hoàn toàn là một màu đen, nên nếu bạn nào mà muốn thay đổi màu sắc cho chiếc Zenfone của mình thì cũng không nhất thiết là phải mua hẳn một phiên bản mới mà chúng ta có thể mua riêng cái nắp lưng màu khác và thay thế dễ dàng cho Asus Zenfone của bạn. Ở bên trong thì chúng ta có khả năng tháo nắp lưng, tuy nhiên thì pin đã được gắn liền với máy. Chúng ta chỉ có thể thay được hai khe SIM cũng như là thẻ nhớ cho máy mà thôi. Và như vậy mình đã gửi đến các bạn bài mở hộp chiếc Asus Zenfone 6. Nhìn chung thì nó cũng không có điểm gì khác biệt so với những phiên bản khác, nó chỉ có sự khác biệt đến từ màu sắc mà thôi. Và Zenfone S cũng đã gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về Asus Zenfone 6. Các bạn quan tâm có thể tham khảo thêm ở trên S Channel cũng như là trang web chính thức zenfone.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.